Yeah. Sao bên tung chê con ê la sao tung xin cho lu trên cây con chim nó kêu khách 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 ngày mai nhà này có khách à ý. Con gió đông nam con gió tây nam con gió tây bắc thổi ngày mai con trâu nhà này nó ôm nhà cánh đêm cánh trời à cánh lại về cái chân gà này nó mạch thế chim trên cây con chim nó kêu khách 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 ngày mai nhà này có khách à đi. Con gió đông nam con gió tây nam con gió tây bắc thổi ngày mai con trâu nhà này nó ôm nhà cánh đêm cánh trời à cánh lại về cái chân gà này nó mạch thế tháng sau đi gánh nước bờ sông thì lấy được chồng tháng sau đi gánh nước bờ sông thì lấy được chồng ừ thì thuyền theo lái ừ thì gái ôm hòa mùa xuân hoa vàng hoa tím nở tung mùa xuân trẻ em chạy theo câu hát khách đến khách chơi à khách lại về cái chân gà này nó mạch thế tháng sau đi gánh nước bờ sông thì lấy được chồng tháng sau đi gánh nước bờ sông thì lấy được chồng ừ thì thuyền theo lái ừ thì gái ôm hòa mùa xuân hoa vàng hoa tím nở tung mùa xuân trẻ em chạy theo câu hát đây vợ này chồng đội dê lên đầu đội dê lên đầu đội dê lên đầu. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng lại có mặt tại thôn Lũng Cáng
với rất nhiều niềm vui. Thì cũng báo cho quả trưởng thôn biết được rằng là chúng ta lại chuẩn bị khánh thành nhà mới này. Thì cô Dự sẽ lại giúp cho chúng ta một tạ lợn đấy, tương đương với khoảng 7 triệu đấy. Xin chào bà con. Đấy, các bác thấy là lợi ích của cái nhà văn hóa này, ngoài cái sử dụng công năng sinh hoạt cộng đồng ra thì họ còn dùng phơi lúa rất nhiều cho bà con thôn Lũng Cáng. Tại vì là cái sân này nó có cái độ rộng khoảng 300-400 mét vuông. Qua đây cũng cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều, cái thời gian đã giúp, đặc biệt là cái đoàn nhà sư Thích Thanh Sự ở Ninh Bình đó, Yên Mô Ninh Bình, thì đã giúp vào cái sân này rất nhiều đấy. Và bác Sam Dương giúp cái hệ thống đèn năng lượng chiếu sáng nhà văn hóa cùng các cô ghế đá cô Dự đấy. Thì cô Dự hôm qua có chuyển tiếp cho anh 7 triệu để trong cái chương trình hôm nay khánh thành ấy, thì sẽ mua thì để cho có cơm cháo cho bà con. Cô bảo là muốn giúp cho bà con như vậy. Hôm trước cái số tiền kia thì đã lại chuyển đi chỗ khác đấy, tại vì cô ấy bảo là muốn cho bà con có một bữa vui vẻ khi bà con nhân dân thôn Lũng Cáng đã nhận được rất nhiều niềm vui. Hôm qua thì bên cái thi công biển kia thì họ đã lắp đặt cái biển nhà văn hóa rồi, rất là tuyệt vời. Ngày kia, ngày mai hoặc chiều thì quả về lấy cái cờ mới, thay luôn cái cờ kia đi. Cờ nó đã bạc và rách rồi, đã xong cái nhà văn hóa khoảng mấy tháng rồi, nên là và cái em phải cập nhật luôn cái thông tin để báo lại cho anh Trinh đi, để sớm tuần này tuần sau nữa đi là khả năng để tiến hành tổ chức tổng kết báo cáo các anh chị bên xã rồi huyện về cái quá trình anh em mình làm ở đây giúp bà con nhân dân thôn Lũng Cáng được bao nhiêu tiền. Cả nhà anh Vàng nữa là 80 mấy triệu đấy, là 84 triệu thôi, là chưa xây nhà nhưng mà em cứ kê hết vào đấy là số tiền là đã nhận được rồi. Nhà em Vân nữa bây giờ đang xây, hôm nay thi công, nên là tí nữa em cũng lên cùng anh nhà em Vân đấy, tí anh ăn cơm trưa trên đấy để cho bà con rồi là các anh em biết được, các nhà hảo tâm biết được là ghi hết vào, rồi kể cả nhà bác Phù nữa giúp 10 triệu của chị Hạnh đấy làm sân cũng ghi hết vào đấy, có cái gì là ghi hết vào nhận được ý, nhá. Khi chúng ta nhận được cái gì thì chúng ta báo lại, thông báo lại để cho mọi người biết. Để đây thì cũng xin thay mặt bà con nhân dân là cũng cảm ơn cô Dự đã thời gian vừa rồi là cũng hỗ trợ rất là nhiều bà con. Hiện nay là bà con cũng đã có một cái hội trường khang trang và tới đây là cũng bà cô Dự cũng sẽ hỗ trợ cho bà con một bữa cơm tổng kết nhà văn hóa đấy. Cũng thay mặt bà con là xin cảm ơn rất nhiều, chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Rồi xin ok xin chồng cảm ơn. Rồi thì qua các bạn cũng biết rằng là cái hôm mà vận động ấy, nếu mà để giúp để mà bà con tự đóng góp để làm nhà văn hóa ấy, thì theo cái chủ trương của xã với cả của thôn ấy thì mỗi hộ gia đình phải đóng đến 1,7 triệu đúng không? Thì nếu gần 2 triệu nên là trước thì các bác biết rằng làm cái đường lớn, vâng chào anh, làm cái đường lớn ngoài thì bà con đã đóng góp và nhiều hộ thì vẫn còn chưa giải hết đấy, nên là may là cái này là cũng được các nhà hảo tâm quan tâm đến là giúp đỡ cho bà con đỡ đi được phần nào. Rồi bây giờ là có một cái sân này thay nhau phơi lúa. Đây là lúa của nhà anh hết à? Vâng, lúa nhà. Sao tại sao không phơi chung hết vào một đấy mà phải phơi riêng này? Cái bạc nó bé. Bạc bé thì phải phơi riêng. Chứ còn là cùng một loại, chủng loại gì? Cùng loại hết mà. Vâng. Nên là muốn là không cần bạc nhưng mà phơi vào nó nhiều cát lắm. Rồi ok. Mà cát may bình an nó dính. Cái này là phải quạt trước à? Có hai bao thì nó không, nó liếc nhiều quá thì mình quạt. Cái này thì đã khô đâu mà quạt, sao không phơi khô xong là quạt? Không là phơi tạm thôi. Quạt tạm. Quạt tạm xong là cái kia phơi xong là tiếp lại quạt tiếp. Rồi. Mình phơi cái này đi thì mình phơi khô nhanh hơn. Sâu dày. Đây là dưới cái khèn này nhá, thì các bạn hôm nay thì Thắng chưa triển khai cho bác Phù là sẽ phát ở dưới cái khu vực này đi. Đấy, dưới cái khèn quẩy tấu này, mai kia lúc nào rỗi thì Thắng sẽ xuống trực tiếp đấy là quay để cho các bác xem cái khu vực phát đấy, và cùng với cả trưởng thôn nữa. Đấy là trồng ở dưới đó một loạt tam giác mạch đó, trồng thử một kỳ này xem sao.
nếu có sự du lịch mà các cô các bác có thể đi qua quốc lộ 4C đi cao nguyên đá Đồng Văn thì có thể sẽ nhìn thấy ngay cái sản phẩm của bà con nhân dân Lũng Cáng, cách thành phố Lũng Hà Giang chừng khoảng 16 cây. Đấy. Bác nào ở thành phố Hà Giang chẳng hạn buổi chiều thì chạy tranh thủ lên chụp ảnh với cái khu vực cái cây khèn Quẩy Tấu và tam giác mạch này cũng được. Theo dự kiến thì tháng đang bảo trồng thành chữ nhưng mà không biết là có khả năng bà con có thể căng dây để làm được không, nhưng mà để mai trước hết là cho bác phù bác cái phát đã, xong sẽ có người định hình định ước cho xong trồng. Đấy, sẽ thành một tác phẩm nó cực đẹp đấy trên quê hương Lũng Cáng. Có đi nhỉ? Cháu đi lên nhà Vân. Mới cả hôm nay là cái ngày mà nhà em Vân em mới đào móng. Thắng lên đấy là xem kiểm tra móng xem có đào đúng kỹ thuật, đúng hướng và để làm phòng không. Đấy, không tại vì như hôm trước ấy nói em Vân em cứ không đến lúc à vào lại như nhà bác Quẩy làm lộn ngược lại nó cũng không ấy. Đấy, phải bây giờ phải triển khai lên đấy luôn. Đây, biển nhà văn hóa đây. Cờ rách quá, chiều phải thay luôn nhá. Cờ lúc nào cũng tung bay mà phải đỏ chót tròn trọt, vàng ươm đúng không? Vâng. Bây giờ Thắng mới cả trưởng thôn chào nhá, chào gia đình nhá. Phơi lúa nhá. Vâng, em đi sang nhà Vân tí. Đây. Gì kìa? Nhà Xính Bát Ong. Khênh quạt đi đâu ấy? Báo khênh cho nhà. Cái này là tuốt đấy chứ nhỉ? Máy suốt lúa. Xin chào. Thằng Vân nó đánh đường đây để chở vật liệu à? Ai dạ. Máy tuốt như này thì đúng là bà con người Mông thì đúng là chỉ dùng cái máy nhỏ này là hợp lý. Cẩn thận con chó đi sao nó khoạp mất thịt kìa. Miên nem ấy. Kinh nhờ gánh về nhà. Hay là mang ra ruộng. Bác về nhà. Đi suốt về rồi. Đi suốt về rồi gì? Vâng, xin chào. Quá cho trong nhà. Vâng. Xin chào. Đang đào móng à? Xin chào bạn sự. Lữ tự sự. Mấy anh em làm đấy? Sự có làm không? Mấy hôm anh vào bảo là làm thì làm thôi. Thế à? Trần cũng làm à? Tưởng là đợt này không làm nữa. Không làm thì lấy gì mà ăn? Phải làm chứ, có làm mới có ăn. Đây, móng đây, đúng rồi. Đúng hướng. Đúng rồi, chuẩn rồi. Cái này nhá. Cái này ở đây nó sẽ có một cửa vào này. Đây nhá, cửa đứng chỗ này. Bên này phòng này một cửa đây nữa. Cửa đây. Xây thẳng chân đấy xuống đây. Một cửa đây, một xây cửa đây. Đây. Cái hàng này gần gạch nghiêng được. Vâng. Hiểu không? Gạch nghiêng sẽ biết xây được. Thì ở dưới này nó có cái gì? Gạch nghiêng cũng được. Gạch nghiêng xong xây được. Cái này nó ngăn buồng mà nó có chịu lực cái gì đâu. Vâng. Cái này nó chỉ cao trên bằng cái xà kia thôi. Vâng. Hiểu không? Một cửa sổ mở đây. Vâng. Ở đây. Phòng này thì cửa sổ mở cùng như này để nhìn ra ngoài này là tổng là có hai cửa sổ. Bên này đằng phòng này thì nhìn ra cái cửa đằng này. Nhìn lên chỗ bà kia đứng kìa. Đấy. Đúng chưa? Cứ thế thiết kế. Đây kia còn đào mỗi cái kia nữa là được rồi phải không? Đào lên xong là đào
trên đấy đó. Chiều dài tổng bao nhiêu mét đây? 10 mét. À, cái này từ đây sang bên này? 6 mét. À, đúng rồi. Chiều đấy 6 mét, từ đây sang bên đấy 3 mét. Rồi, ok. Đây và đây 1 mét rưỡi. Ừ. Ở đây là chỗ này có một ấy phải không? Một trụ đây phải không? Đúng rồi. Một trụ một trụ đây, xong là buồng chia luôn, ngăn vách luôn đúng không? Ừ. Rồi thế là ok. Cửa phụ đi sang bên kia. Bên kia còn phần đất kia là chờ để cho ông đi bộ đội đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Sáng nay bảo ông phụ đo hết rồi. Đo chưa? Ông phụ cái thứ tính cho chưa? Tính rồi. À, không đến lúc là về ấy là ông anh trai cả vào giữa đúng không, hai thằng em ra hai bên cạnh đúng không. Chỗ kia là còn bao nhiêu đây này, chỗ này đào về hết đây là còn bao nhiêu? À thế thì đúng rồi, được rồi. À anh cả để nó đều rộng một tí. À đấy, một cửa lùa vào đây, bên này chia hai phòng, đây giữa này gian khách. Nếu các ông bố trí như thế nó có hợp lý không? Sau các ông xem sau này cái công năng của cái ngôi nhà nó sử dụng cho nó rất là hợp lý luôn. Đấy. Cái này đất thịt hết rồi chứ phải không? Thịt hết rồi. Cái này cứng hết rồi. Đất này là đất cứng đấy, đất mượn này. Xẻng không đào. Đất mượn là từ bên dưới này, đất mượn ở đây. Nhà này đấy, đây là thông báo ông Vàng đấy là 22 triệu tiền công. Đấy, nói để trên video rồi là mọi người biết được, nắm được để làm. Ông sự có gì không? Không có gì đâu. Hả? Không có gì. Ừ. Đấy là thông báo rõ ràng, đấy là để cho anh em nắm được. Ông Vàng ông nhận được thì ông ấy làm được. Còn nếu mà ông nhận thua thì ông phải chịu thua, đúng không? Đấy là thông báo rồi, cho ấy rồi. Đây là để anh em biết để mà làm thôi. Thế còn ông Vân là đấy, cái số tiền anh Thắng nhận được đấy là bao nhiêu thì là cũng có công bố ở trên video đấy. Nhận thêm hôm vừa rồi 18 triệu, tổng là 82 triệu đấy. Đưa cho 1 triệu tiền ăn trước rồi. Rồi, bây giờ thì là hôm nay có cần phải ứng cái gì nữa không? Nhưng mà chiều nay chợ vật liệu này anh. Chở vật liệu hôm nay anh cho ứng tiếp 1 triệu nữa rồi nhá. Còn đâu là để anh mua vật liệu rồi. Còn đâu sau tự khắc phục rồi. Nhá. Thế là chuyển cho giúp cho ứng tiền chuyển vật liệu là 2 triệu. Hôm trước 1 triệu, hôm nay 1 triệu nữa là 2 triệu. Nhá. Đấy, chứ còn là gia đình cũng phải ấy. Làm nhà nó vất vả lắm. Không phải tự nhiên phù phép phát là nhà nó hiện ra đâu. Hỏi chú Sự làm nhà này. Anh Quả làm nhà này. Anh Báo làm nhà này. Anh Trần làm nhà này, đấy, toàn các anh làm nhà hết, các chú làm nhà hết, biết rồi, đúng không? Có vất vả không? Ôi, rồi ôi. Hả? À, chuyển vật liệu như nhà thằng Trần này, thằng Điếc này, thằng không biết đếm tiền này, kinh khủng lắm, vất vả. Ở đây chưa ăn thua gì, 17 tuổi còn khỏe, ôi, khỏe lắm. Có câu nói 17 bẻ gãy sừng trâu cơ mà. Thường thế à? May thử ra bẻ sừng con trâu này xem nào. Con trâu kia này sừng có gãy không? Xem gãy không? Không, vẫn gãy thật đi chứ. Cái sừng dưới mới gãy. À, đi đi. Cơm ấy chưa? Làm chưa? Dạ, làm rồi anh. À, thế thì bỏ bầy cái kia ấy ra để ăn cơm thôi, muộn. À. Anh Vàng ơi, đúng cái cột này nhá, có một cái cột lên nhá. Đấy, chỗ này đổ thừa ra này. Đấy, bên kia xà kia phải không? À. Chỗ này không có xà nhá, chỗ này chỉ mỗi sắt vuông này thôi, để cho họ thoáng nhá. Không cần phải đổ quái giang làm gì. Ừ. Không cần phải đổ quái giang đâu. Nó thừa ra. Cứ làm như thế cho nó ấy, nó đỡ lãng phí. Đấy. Quái giang ra làm cái gì? Bảo tí nó khắc bảo vần. Đây không quái giang giải quyết làm gì cho nó to, nhìn nó cồng cành làm gì cả. Đây cứ một cái xà sắt cái loại to này này. À. Đặt phát sang. Hình tam giác này. Bên kia quái giang là được rồi.
Đấy. Cũng vì ta hàn nuôi cái chữ A rất đẹp à. Hàn lấy cái kèo, hàn lấy cái kèo luôn. À, đây. Hàn như thế luôn đấy. Đây. Kèo là sắt đấy. To đây, loại sắt sắt bự đây. Sắt to như sắt trên đấy. À. Đấy, hàn cái chữ A này. Đúng rồi. Đấy. Sau nó thích đặt xà vạ, nó thích đặt gác gì vẫn cứ đặt được bình thường. Đấy, lấy cái loại to kìa. Đấy, đào móng đây đúng theo thiết kế rồi. Ok rồi. Đấy. Mà giờ cho cho phốc thử trên nó sẽ chỉ cho chỉ vào. Mà đây có. Là để cho phốc thử lo. Cho xin thay ông cả. Sao đi đâu đây? Đi xuống nhà chú vịt đi. Rượu à? Vâng. Mang đi đâu? Chú gì à, gặt lúa xong rồi là xuống nhà chú vịt. Không ở đây ăn cơm à? Đi xuống nhà chú gì? Dạo này như ông giận tôi ra phải không? Đi ra đường ông nhìn thấy tôi ông lẩn luôn. Ai à, ai giận ai? Hả? Vui rồi còn giận gì? Thế sao nhìn thấy ông mà ông không thấy gọi gì cả, ông phi đi luôn. Thì trước ông chưa nhìn thấy tôi ông đã bảo bạn thắng đâu rồi, bạn thắng đâu rồi mà. Có chứ. Hả? Có chứ, nhưng mà đi xuống nhà ông gì nhé. Gì nào? Ông gì à? Ông ngoại của Vân đấy. À, ông ngoại anh Vân. Hôm nay gặp xong rồi bảo là lấy rượu cho. Lấy rượu cho à? Cho anh em ấy. À, mua hộ cho thì vâng. giúp đỡ thì vâng. Hôm nay mình giúp họ rượu thì mai họ giúp mình bia thì vâng. Hả? Vâng. Sao mà ông cứ giúp rượu nhau thì sao ông giúp gà cho không, họ ăn? Anh ông bảo lấy hộ cho ông thôi. Lấy hộ á? Vâng. À, để uống rượu à? Vâng. Cứ gặt lúa là uống rượu. Ông nó anh em vui tình cảm tí thôi. Vui vẻ rồi uống rượu. Thôi cầm đi đi, đi vâng. đi không họ lại chờ. Tí nữa bảo lấy rượu mãi không lấy. Vâng ạ. Ừ. Đợi Trần. Anh Trần đi à? Cũng hộ dưới đấy à? À. Thôi nghỉ đi, rửa tay ăn cơm đi quả. Vào vào đây. Ăn cơm ở nhà bên kia chứ. Đồ ăn mua vào xem là nhà Vân có gì nữa chưa. Một mâm nữa hay là một mâm nữa anh nhỉ? Mâm thôi, có bằng ngày người thôi. À. Mẹ em với cả vợ em nữa thôi phải không? À cái nem khả năng phải cho vào rán nữa đi. Nem đấy, đấy anh vừa xách vào ấy. Đây này, cho rán vào cho nó ròn. À, đây vợ Vân đây phải không? Vâng, vâng. À. Mười mấy tuổi? 17 anh. Cũng 17 à? Vâng. Bằng tuổi nhau à? Vâng. Bằng tuổi năm rưỡi mà ăn à? Cái này quả xem có cái đâu dán lại cho nó giòn. Nhanh nhưng mà bây giờ cho mỡ vào phát chào qua phát là ok mà. 5 phút thôi. Bỏ nước chấm ra. Bỏ nước chấm ra. Đây canh gà. Dạ vâng. Thế chiều là nhờ người chở vật liệu à? Dạ vâng. Ừ. Đầu lắm mà là. Thế thằng em 15 tuổi đâu? Dạ em Châu ấy. Trân Châu à? Vâng. Nó xuống rồi. Nó xuống rồi mà. Đi đại. Nó xuống tao đi đại à. Nó mỏ mông à? Nó mỏ mông cơm ngô hôm nay có cơm ngô à? Chị uống mốc của. Chị nó mốc của. Hả? Không. Cái đấy cá, mang một cái đĩa lên đây. Cà bỏ ra hai bát. Cơm cà cá, bữa cơm của người Việt. Này là anh em à? Bạn với cả Vân à? Không, bạn với anh Vàng. Bạn làm với anh Vàng à? À, sao chưa gặp bao giờ? Chưa làm hai mẹ con kia nhỉ? Làm hai mẹ con với em Vân được chăn mà. Thế là thế này em vẫn làm cho anh Vàng nữa. À, thế à? Thế ở đây ăn cơm luôn. Bao nhiêu cái đĩa anh? Hả?
cá cho ra, cá không cần phải đĩa, cái đá đấy xé phát nó ra, xong rồi để luôn trong cái đấy, cà thì cho vào bát loa. Cà lấy hai Âu ra. Đổ ra, đổ hết ra. À, để trong túi bóng được, thằng này chẳng sao. Rồi, cá này mở ra. Cho có rau gì không? Mùi rau gì à? Đấy, mở này ra. Đồ này như kiểu lười ăn rau ấy phải không? Dạ. Hay là ăn rau chán rồi? Dạ không, chưa sổ rồi. Đấy, rau thơm. Nhấc cái cá nướng ra. Đấy, cẩn thận chảy ra ngoài. Không, để xuống. Đấy, rồi, xé cái kia đi. Đẩy luôn cá vào giữa. Không, vâng. Rồi, đấy, rồi. Đấy, rồi. Đấy, thế là được. Rồi đấy, cho nước chấm với rau sống ra là ok. Đấy, dán 3 ngày thôi, kéo đông người, còn đâu chiều để nhà nó ăn tiếp. Nem ấy. Nem này cho đĩa chứ. Đừng cho ông. Cho đĩa đây. Thôi, có rau chua hết là được rồi. Rau cải nấu canh ấy, phải không? Ấy, ngon đấy, vàng kè luôn. Nem rán. Quả này biết rán phết đấy nhỉ. Còn mới 3 miếng đấy, cho nốt đi nhỉ. Ở đây thì cho nốt vào, chiều lại đỡ phải dán 3 miếng. Sợ không dán hết thôi. Cho vào đây tạm đây. Đồ này là không quen dùng Âu rồi. Dùng đĩa là nó không quen, cũng sợ rơi. Rồi.
cho nó sạch. Chưa. Bát đũa. Bát đũa ăn cơm. Rồi, bữa cơm trưa Tất Thắng. Nhiều bác xem video vẫn chưa biết hết, là cũng có bác bảo cứ trưa mới chiều Thắng ăn cơm, là thế nào là Thắng là không ăn cơm ở nhà. Đấy. Đa phần là ăn cơm ở bản, mà đi đâu là ăn cơm đến đó. Ăn cùng với người dân luôn. Có đóng góp được gì thì đóng góp. Nay thì đóng góp món nem, món cá, món cà. Nhà Vân có gà cho làm canh và canh cà chua, muối đã lâu rồi. Thôi không gần đâu, nước chấm mà. À, cho bát này, cho luôn bát này. À. Còn xào cái gì nữa? Thôi không phải xào đâu. Bảo ba không phải sao nữa đâu. Nhiều thế này rồi. Nhiều đồ ăn mà. Đấy, một bát đấy đổ hai cái ấy kia vào, đổ hai cái ấy vào, còn cái này cho một bát nước chấm. Cá. Bảo ông bạn gì kia vào ăn cơm đi. Mén mén à? Cho lẫn cái này anh Thắng. Không, cho riêng chứ. Cái đấy một cái là họ pha nước chấm để làm nem, ăn chấm với nem. Cái kia là nước chấm Mari thì dầu mới là cá. Cá nướng vịt quay là họ sẽ làm vào cái đó. Thôi một bát đi. Đây này, cho vào giữa. Chạy xuống bếp về. Hỏi nó nhà nào chẳng có. Nhà ông này ở đâu? Em ở trên 30 ạ. À, nhiều tuổi chưa? Gần nhà Toán đây. Nhiều tuổi chưa? Em 91 ạ. À, 91, tưởng bằng tuổi ông vàng. 91 là 30 ạ. 91 là tuổi con dê phải không? Đúng rồi. Ừ. Dê gãy sừng à? Sừng vẫn khỏe lắm à. Húc. Với mẹ mình là nó chị em. Đây à? Chị em mới cả nhà ông vàng á? À? À, thế ông vàng phải gọi bằng cậu à? Không, bạn đó. Bạn là nào thế? Ông này mới cả mẹ anh là chị em. Chị em đúng rồi, chị em rồi. Thế, bạn thế thì sao bạn được? Bạn rồi. Không gọi là cậu đâu. Bạn rồi. Ờ. Thế mà vẫn bạn được á? Ông người mong là nó thế mà. À, thế thì gọi mẹ ông vàng này là gì? Gọi bằng chị. Bác à? Bác gái. Bác mẹ mình gọi. Con mẹ ông này là bà gì? À, rồi đấy là vai trên kia rồi. Mẹ ông này với cả mẹ ông vàng là hai chị em. Là chị em ấy. Thì rồi. Không phải là cậu với rồi, tôi tưởng là ông với cả mẹ ông vàng cơ. Thế có mẹ của ông này. Mẹ ông này với chị em. Ừ. À, hai chị em, còn hai ông là hai anh em. Đúng rồi. Con cô con bá. À con cô con gì? À con bác con gì? Đúng không? Gì cái gì cũng biết. Nào, bỏ đây. Đâu Vân gọi vợ mấy cả mẹ nào lên cơm nào. Nó ngon là bà chị cũng có chứ nấu à. Thôi Vân dịch sang đây rồi đó. Nó mó à. Lo đấy tôi thì con đây. Đây là đưa anh đưa 1 triệu cho Vân nhá. Chiều là cái này phải biết tiết kiệm ra, không phải là một phát hết luôn đâu nhá. Ăn phát hết luôn đâu. 1 triệu là chẳng hạn chiều nay mua 500 chẳng hạn. Đấy.
mai mua 500 nữa chẳng hạn nhá. Chúc mà thấy chị giàu. Ôi ăn nó ấy, gà chân vàng được mà, sao đâu mà nhờ họ anh em đến. Mình trước đi làm cho họ rồi thì bây giờ họ họ đi làm cho mình. Ngồi sát vào, bảo mẹ với cả vợ ngồi sát vào. Ăn cơm đi. Rồi, cơm đi, trưởng thôn có chưa? Cơm đây, cơm nhà vận đây, cơm trắng đây. Hà Giang gạo trắng nước trong, mà ai đi đến đó thì quên luôn đường về. Biết tại sao quên đường về không? Ở đây con người và cảnh vật rất là thân thiện. Mà đặc biệt lại còn ăn cơm ở Hà Giang nữa thì những các bác ở Hà Nội hay Sài Gòn thì lại rất là tốn tiền. Tại vì mỗi lần ăn cơm với cả Tất Thắng hay mấy bà con ở vùng cao này thì các bác sau này lại tốn tiền mua máy bay với cả mua vé để đi lên Hà Giang tiếp ấy. Rồi cơm đi nha, nào cơm cà cá, bữa cơm của người Việt. Mấy tháng nhá. Rồi ok, nó mỏ nhá, mà, ăn đi. Nào làm quả cà cái cho mát gan. Này chửa thì thôi đừng ăn cũng cà nhá, ăn cá, ăn thịt, ăn thịt gà cơ. Hả? Ăn cá à? Ăn nem à? À, cho luôn cả cái nem luôn. À, cho bát đây. À. Đây, mẹ của Vân, ăn nem đi. Ồ. Đến nhà người Mông nhiều nhà họ kiêng gắp. Phải không? Quả? Không, thời này không kiêng rồi. Không kiêng nữa rồi à? Ừ. Thời này 4.0 không kiêng nữa rồi. Mình cứ gắp cái xương cho nó thích ăn cái thịt. Nó tự gắp. Đây là món cải chua xào đây à? Đúng rồi. Cải này muối được bao hôm rồi? Hả? Lâu chưa? Được 3 hôm rồi. 3 hôm rồi à? Chua rồi. Nhật ăn dây mà. Ừ. Ăn dây rồi rồi. Chua đấy. Sao ngay không để lòng gà xào mấy cái này nó ngon? Dạ. Lòng gà chói vào nấu canh phải không? À vâng. Lần sau cái này là nấu luôn mấy lòng gà. Nhà ngon nhờ. Mình rán lại nóng này mới ngon. Bỏ ra nóng nhờ. Nó giòn nữa. Chiều nhờ bao nhiêu người chở Vân? Đóng không biết nhưng mà chắc là thường thường là đông hết đấy, nếu mà làm như là chở đông lắm. Nhưng mà anh em tự thấy mình chở xong là không là không cần phải nhờ đâu mà đến mình khách làm là khách à quên mất đây là nem chấm vào cái này nước chấm nem này và nước này nó làm bằng nước mắm, em mà không ăn nước mắm không ăn mì chính nên là không em không chấm cái đấy bao giờ, có nào chén vậy mỗi súp mấy cả mỗi hạt to nước mắm thì chấm thôi, nước mắm là không ăn. Đấy, mì chính không ăn. Cà ngon thật. Cà này khả năng mình bị nghiện món cà này của nhà bà này. Bà làm cà rất ngon. Cà này ngon đấy. Ừ. Ngon nữa. Ngon lắm. Cà ngon thật. Rau. Đấy, cắt thịt cho con ăn đấy. Đúng rồi. Ừ. Cá hả? Lấy cá cho em. Đây là lấy cá đâu. Con này nó bé mà. Nếu như người kinh vẫn còn đang học lớp 10, lớp 12 thì làm sao? Đi làm dâu làm riếc. Đúng không? Người kinh còn ăn chơi lắm. Ăn chơi làm gì người kinh ăn chơi. Nào đưa bát đây lấy cá cho. Trời ơi còn bé lắm. Đã đi làm dâu làm riếc rồi thì là vất vả thôi, nhận thôi, sau này cho con cái nó được bát đây nè. Ôi rồi cho con cái phải đi học đi nhé, đi học đi hành học mới có thông minh, không có ai tự nhiên giỏi được đâu.
Anh Vàng nhờ. Đúng rồi. Có ai chửi giỏi không? Không. À, anh khẩn trương là nhà vần này, anh đẩy tốc độ là 20 ngày thôi là phải xong. Ừ, cái này nhanh mà. Để còn quay về nhà anh luôn đấy. Vâng. Ừ, nhá. Vâng. Đấy. Cơm đã ăn xong, Thắng và trưởng thôn ra về làm mấy ngọn rau ngót ạ. Cái này rau ngót sạch các bạn, ăn sống. Bình thường thì họ ăn chấm với cả mẻ, với cả ấy. Mình ăn thì má lắm. Ra về nhá. Kết thúc cái video của mình ở đây. Chiều nay nhà em vận, em chở vật liệu. Còn bác Phù thì ngày mai bác Phát ở cái dưới chỗ cây khèn kia, thì ngày mai Thắng sẽ xuống chỗ đó để xem bác Phù bác Phát nha. Mấy là quả ấy, nhớ giục bác Phù để mai ấy nhá. Mai bác ấy này. Này, lá chua nhá. Này ngon lắm. Cái này phải lá chua không? Ăn được không? Ăn luôn. Chua lắm. Xính ba ông đang phơi lúa. Về đây.